Đóng cửa tuần vừa qua, sắc xanh bao phủ trên bảng giá của 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu. Trong đó thì chỉ số MXV Index nông sản tăng mạnh 3,2% lên mức là 1.728 điểm. Theo thống kê của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV, nông sản là nhóm được giao dịch nhiều nhất trong năm vừa qua với các mặt hàng trọng điểm là gồm có ngô, lúa mì và nhóm đậu tương. Sang năm nay, đây tiếp tục là các mặt hàng được giới đầu tư quan tâm. Trong đó thì giá ngô đóng cửa tuần vừa qua tăng 3,3% lên 242,6 đô la Mỹ cho một tấn. Giá lúa mì Chicago và Kansas tăng trung bình 6%. Giá lúa mì của Mỹ tăng mạnh nhờ phát huy được tính cạnh tranh so với những quốc gia xuất khẩu khác, cụ thể là Pháp và Nga. Theo hãng thông tấn Reuters thì lúa mì của Mỹ cũng được Algeria nhập khẩu thay vì nguồn cung từ Pháp do ảnh hưởng từ vấn đề ngoại giao. Trong khi đó, tại Nga, quốc gia xuất khẩu lúa mì số 1 thế giới, xuất khẩu trong niên vụ 2021-2022 được dự báo đạt mức 33,4 triệu tấn, tức là thấp hơn mức 38,5 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 1, con số này được dự báo sẽ giảm 36% do tác động của chính sách thuế thả nổi trong thời gian vừa qua. Những thông tin trên đã hỗ trợ giá lúa mì trên sở Chicago liên tục neo ở mức cao và thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư trong và ngoài nước. Để biết thêm các phân tích về thị trường nông sản thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Lê Minh Phương, công ty AIMS Future Việt Nam, thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Nếu mà thời tiết trong 2 tháng tới mà không có những cải thiện tích cực thì chất lượng mùa vụ sẽ có thể tiếp tục bị ảnh hưởng, và điều này sẽ hỗ trợ cho giá của ba mặt hàng trên tiếp tục duy trì đà tăng trong cái bối cảnh mà áp lực cạnh tranh của các nước xuất khẩu tăng cao.